Nấm bệnh trên cây trồng là một trong những vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của nông sản. Hãy dùng ngay thuốc trừ bệnh Ketoconazole 40WB chứa hai hoạt chất chính là difenoconazole và creosote methyl. Không chỉ tiêu diệt nấm gây hại mà còn giúp cây trồng phục hồi nhanh chóng, hiệu quả trong việc phòng trừ nấm bệnh trên cây trồng. Đặc trị tháng thư giúp ngăn chặn sự phát triển của bệnh, bảo vệ sức sống cho cây cà phê, kiểm soát đốm lá và rỉ sắt, đảm bảo năng suất cây trồng, phòng ngừa phấn trắng và gãy trái, bảo vệ các loại cây trồng khác. Pha 120g thuốc cho 500-600 lít nước, thời gian cách ly là 7 ngày. Bà con nào mà mình muốn mua có thể liên hệ vào số hotline 0776 400 038, hoặc cũng có thể truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin về sản phẩm.